Em xin chào anh chị. Hôm nay đứng trước mặt em đây, nó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản dầu đặc biệt. Thì em cũng muốn giới thiệu đến anh chị. Vâng, chiếc xe được Tucson hoàn toàn mới, được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2021, gọi là áp chót là tháng cuối tháng 12 năm 2021. Thì chiếc xe được ra mắt với 4 phiên bản, đó là phiên bản xăng tiêu chuẩn, phiên bản xăng đặc biệt, phiên bản đây là phiên bản dầu đặc biệt, và phiên bản 1.6 turbo là phiên bản cao cấp nhất. Đó, chiếc xe đã được lột xác hoàn toàn mới với diện mạo, thiết kế hiện đại và kích thước hoàn toàn vượt trội trong phân khúc, kèm những công nghệ hiện đại, cho nên là chiếc xe thời gian vừa rồi anh chị có thể thấy là cực kỳ được săn đón trên thị trường xe ô tô tại Việt Nam. Với những công nghệ tràn ngập vượt trội như là hệ thống Hyundai Smart Sense, hệ thống hỗ trợ, đó là trong đó bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ đánh lái, hệ thống hỗ trợ kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và tự động phanh khi gặp những phương tiện cắt ngang phía trước. Chiếc xe được trang bị những công nghệ tiên tiến như là cam 360 độ này, hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương, hệ thống sưởi ghế và thông gió ghế. Đó, thì cần số của bản dầu đặc biệt này thì giống như là phiên bản turbo thì đã được trang bị cần số dạng nút bấm. Và đặc biệt là trên dòng Tucson thì bên em có bản turbo thì được trang bị cửa sổ trời. Đấy, màn hình giải trí lớn 12,5 inch. Mình đa thông tin cũng là 12,5 inch. Đó. Ghế thì là được ghế lái lên hai bên đều chỉnh điện. Thì cái bốn phiên bản của bên em được giao bán với cái mức giá niêm yết là như sau. Giá bản Tucson tiêu chuẩn thì là 825 triệu. Tucson bản đặc biệt, xăng đặc biệt thì là 925 triệu. Tucson 1.6 turbo thì là 1.020 triệu. Còn Tucson phiên bản dầu đặc biệt thì giá niêm yết là 1.030 triệu. Thì cái thủ tục về trả góp em sẽ xin nói vấn đề về thủ tục trả góp thôi. Thì về trả góp thì có thể là các anh chị ở đây có thể chưa nắm chắc thì em có thể là tư vấn và trình bày qua. Thì với anh chị là mà độc thân thì mình có thể là cung cấp cho bên em là căn cước công dân, giấy xác nhận độc thân, hợp đồng lao động và sao kê lương. Còn với những trường hợp anh chị làm việc kinh doanh tự do thì anh chị có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là gửi căn cước công dân cho bên em, thì em sẽ có những cái phương án xử lý khác, có thể là cũng có những phương án xử lý mà có thể tối ưu cho anh chị ở vấn đề thủ tục. Còn khi mà anh chị đã có gia đình rồi thì anh chị cần cung cấp giúp em là cái căn cước của hai vợ chồng, giấy xác nhận đăng ký kết hôn, hợp đồng lao động của vợ hoặc chồng hoặc của cả hai vợ chồng, và cái sao kê lương hoặc là chứng minh thu nhập, chuyển khoản lương hoặc là xác nhận lương từ công ty. Đó, thì cái thủ tục càng chi tiết càng rõ ràng và thu nhập của anh chị được chứng minh càng rõ ràng thì cái vấn đề lãi suất hoặc thủ tục vay trả góp thì nó càng đơn giản. Thì lãi suất thì hiện tại thị trường dao động từ khoảng 0.65 đến khoảng 0.9 % trên một tháng, và cái thời gian vay trả góp tối đa cho anh chị là 8 năm. Dĩ nhiên là anh chị có thể vay trong thời gian ngắn hơn cũng được. Và cái giá cái phần trăm tỷ lệ vay trả góp thì là được tối đa là 80% giá trị xe. Ví dụ như một chiếc xe 1 tỷ thì anh chị có thể vay tối đa là 800 triệu. Với hình thức trả góp thì là hàng tháng anh chị trả tiền gốc là cố định, còn tiền lãi thì là theo cái dư nợ anh chị còn đọng lại. Thì anh chị có quan tâm về xe Tucson thì anh chị có quan tâm về xe Tucson thì mong anh chị sẽ liên hệ với cả em trên em để số điện thoại trên màn hình, em có thể tư vấn được rõ ràng hơn và chi tiết hơn cho anh chị. Thì em xin phép kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ em.
và channel Hùng Xe Hơi. Thì hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.